Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng năm kỷ niệm 67 năm chiến thắng lừng lẫy Điện Biên chấn động địa cầu, vượt chặng đường hơn 600 km, nhà thơ Ngọc Lan, người mà ban biên tập chúng tôi đã giới thiệu chân dung bản thơ trong số 13 vừa chia sẻ. Tôi đã biết về chiến dịch Điện Biên Phủ qua sách, báo, nhưng được lên Điện Biên đến thăm đồi A1, cảm thấy tự hào không chỉ có cảnh đẹp mà mỗi tấc đất, mỗi di tích lịch sử là minh chứng hào hùng về tinh thần đấu tranh anh dũng của dân tộc. Nhân dịp này, chị gửi tặng chúng tôi băng ghi âm giới thiệu trận đánh vào đồi A1 của bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ban biên tập chúng tôi Nguyễn Thu Hải, Hoàng Mạnh Hùng, ông già nhà quê Trịnh Ngọc Dung xin cảm ơn chị và giới thiệu cùng các bạn phần trích dẫn đoạn băng ghi âm qua phần trình bày của hướng dẫn viên tại di tích đồi A1 Điện Biên Phủ. Mời quý vị và các bạn đón xem. Và mọi con đường của Điện Biên Phủ lúc bấy giờ được bịt kín bởi núi lửa và dân thành cai. Và ở tại cái điểm đoạn một này thì có hai trung đoàn đã thay nhau chiến đấu, đó là trung đoàn 102 của đại đoàn 308 Nguyễn Hồng Sinh và trung đoàn 174 của đại đoàn 316 Nguyễn Hữu An đã thay nhau chiến đấu trên cứ điểm đồi A1 này suốt 39 ngày đêm, và chúng ta đã tổ chức được 4 đợt tấn công, 1 đợt phòng ngự và đánh lui được 30 đợt phản kích của quân Pháp. Và trong 3 đợt tấn công đầu tiên thì chúng ta chỉ chiếm được non nửa quả đồi phía đông và A1 vẫn hoàn toàn là của thực dân Pháp. Và trận địa của chúng ta đó là cái vị trí đồi cháy theo hướng tay cháu chỉ ạ. Đồi cháy và đồi ép này là trận địa của chúng ta có vị trí thấp hơn ngọn đồi A1 nên chịu hỏa lực bắn thẳng lên từ đồi này xuống. Quân Pháp ở trên cao quan sát chúng ta rất rõ nên một khi chúng ta tấn công lên ngọn đồi này thì thực dân Pháp lại rút vào trong những căn hầm cố thủ, gọi pháo nã vào đội hình của chúng ta. Vì vậy các chiến sĩ của chúng ta hy sinh rất là nhiều nên ngọn đồi ép kia có tên gọi là đồi tử địa. Và đặc biệt là đợt tấn công thứ ba, trung đoàn 102 chỉ trong 2 ngày đêm với hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ thì chúng ta đã thương vong là 840 chiến sĩ. Và lúc này bộ chỉ huy mà chiến dịch đã lệnh cho trung đoàn 102 rút về tuyến trên cửa mở và trao trả trận địa cho trung đoàn 174 tiếp tục chiến đấu. Và sau 3 đợt tấn công thì chúng ta bước vào đợt phòng ngự với nhiệm vụ là đánh địch, phản kích và giữ vững phần cứ điểm mà ta đã chiếm được. Nhưng khó khăn lớn nhất của chúng ta đó là việc xác định vị trí hầm và áp sát tiêu diệt. Trong khi đó thực dân Pháp đã dồn lực lượng về cứu viện cho A1 bằng mọi giá. Và lúc này bộ chỉ huy chiến dịch của chúng ta đã có một quyết định là tiêu diệt bằng đường cứ điểm đồi A1 và một kế hoạch lấy hầm trị hầm được bày ra. Và chúng ta đào một đường hầm và đường hào dài 47m để đặt cố đột phá. Và sau 15 ngày đêm thì chúng ta đã hoàn thành đào đường hầm và đường hào dài 47m. Sau 3 đợt tấn công và 1 đợt phòng ngự thì chúng ta bước vào đợt tấn công thứ 4. Thì ngày 16 tháng 5 năm 1954 là một ngày vô cùng đặc biệt. Các chiến sĩ không ai bảo ai đều mặc cho mình bộ quần áo mới nhất với nhiều tâm tư và tình cảm. Và đồng chí Trần Quý đã viết thư gửi cha mẹ nói rằng: "Mẹ ơi, con biết mẹ không buồn sao được vì cả nhà chỉ có một mình con là con trai. Thấy con đã hy sinh cách đây 7 năm. Mẹ đành sống trong những năm tháng đau thương. Mong muốn lớn nhất của mẹ là thấy con trở về. Nhưng ngày con trở về có thể là đô thành đỏ rực cờ hoa. Nhưng nếu trong trận đánh này con không quay trở về thì xin mẹ hãy hiểu cho con vì nghĩa cử thiêng liêng, vì tình yêu quê hương đất nước." Và đợt tấn công thứ tư diễn ra vào tối ngày 16 tháng 5 đến sáng ngày 7 tháng 5 năm 1954. Đúng 20 giờ 30 phút ngày 16 tháng 5 năm 1954, ba đồng chí Nguyễn Bạch, Nguyễn Phú Xuyên Khung, Nguyễn Điệt đã điểm hỏa khu bộc phá. Một tiếng nổ trầm đụng làm một cột khói bốc lên cao làm rung chuyển cả ngọn đồi này. Và chấp thời cơ đó thì chúng ta đã tiêu diệt được một phần căn đội dù số 2 của thực dân Pháp. Và những tên trong căn hầm chịu sức ép đó thì chúng ta đã xông lên tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm đồi A1 vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954 ạ. Và xin giới thiệu với đoàn, trước mặt đoàn chúng ta đó là hố nổ do khối bộc phá 960 kg tạo thành. Vượt qua bao khó khăn gian khổ và hy sinh thì ngày 20 tháng 4 năm 1954, một đội công binh M83 bắt đầu đào đường hầm từ vách hào cụt của quân Pháp đào lên qua cột sắt nhạn. Công việc đào đường hầm gặp rất là nhiều khó khăn bởi đất đá trên đồi A1 rất rắn. Chúng
ta đào hầu hết vào ban đêm với tư thế là giữ mạnh nguyễn sẹo chốt từng chút đất đá nên năng suất không được cao. Và đêm đầu tiên chúng ta chỉ đào được khoảng 90 cm, đêm thứ hai chúng ta đào được khoảng 80 cm, năng suất không được cao vì sao? Các chiến sĩ của chúng ta đã động viên nhau đào liên tục với khẩu hiệu người nghỉ chứ khúc sẹo không nghỉ nên năng suất những ngày sau có tăng cao, nhưng càng đào vào sâu lại càng thiếu ánh sáng và dưỡng khí trong đường hầm lại chật, và có những chiến sĩ của chúng ta đã bị ngất trong quá trình đào. Và các chiến sĩ của chúng ta đã có sáng kiến là dùng quạt nan để quạt đưa không khí vào trong đường hầm. Một đồng chí ra sức đào, một đồng chí đã ở đứng bên cạnh là quạt, và 2 đến 3 đồng chí nối tiếp nhau để quạt đưa không khí vào trong đường hầm. Đất đá càng vào sâu moi ra rất là nhiều, nếu mà đổ ra ngoài thì sợ bị lộ. Vì vậy các chiến sĩ của chúng ta đã khắc phục bằng cách là lấy cái mảnh dù của thực dân Pháp may thành túi, đổ đất đá vào đó rồi bò trượt đổ sang bên đường cháy và đắp vào bờ công sự. Và khi chúng ta đào được khoảng 33 mét vướng vào móng lô cốt cũ của thực dân Pháp, chúng ta tưởng rằng đã đến chân hầm cố thủ của thực dân Pháp này rồi, nhưng ban ngày chúng ta xác định lại thì phải còn 25 mét mới tới ạ. Lúc này không còn đủ thời gian được lệnh cấp trên ta dừng lại, và ta đã đào một cái ngách hình chui bồ mỗi bề là rộng 1,5 mét để đặt cối bộc phá. Và sau 15 ngày đêm thì chúng ta đã hoàn thành đào đường hầm từ đường hào dài 47 mét. Nhưng lúc này một khó khăn lớn đặt ra cho chúng ta đó là cả kho trung đoàn lúc này chỉ có 200 kg thuốc nổ, nếu mà chờ hậu phương lên tiếp tế thì chậm. Vì vậy các chiến sĩ của chúng ta đã khắc phục bằng cách đi tháo dỡ từ những quả bom chưa nổ của thực dân Pháp ở gần cái cứ điểm bản kéo, một công việc vô cùng cùng khó khăn và nguy hiểm. Và cuối cùng các chiến sĩ của chúng ta đã tháo dỡ được hơn 600 kg thuốc nổ, và từ các nguồn cân lại thì chúng ta đã có gần 1.000 kg thuốc nổ. Lúc này các phương án kích nổ khối bộc phá được đặt ra. Phương án thứ nhất đó là điểm hỏa điện, nhưng nếu như điểm hỏa điện không thực hiện được thì chúng ta phải chuyển sang phương án thứ hai đó là giật nụ xòe. Nhưng nếu như cả hai phương án mà khối bộc phá không nổ thì các chiến sĩ của chúng ta phải làm như thế nào? Thì lúc này có 2 đồng chí Nguyễn Bạch và Nguyễn Điện đã xung phong làm người cản tử, mỗi người ôm một bó lựu đạn để kích hoạt khối bộc phá. Chúng ta cũng xác định rằng khối bộc phá nổ mà không đánh sập được căn hầm này thì cũng dã một đòn choáng váng vào tinh thần binh lính của quân thù. Và trước khi giật nổ khối bộc phá thì đơn vị đã làm lễ chi đựng sống cho hai anh và có hỏi rằng là các anh có dặn dò gì nữa không, và anh đã trả lời là chúng tôi không có dặn dò gì nữa, chỉ nghe hiệu lệnh tất cả cùng xung phong. Và đúng 20:30 ngày 6 tháng 5 năm 1954, 3 đồng chí Nguyễn Bạch, Nguyễn Phú Xuyên Khung, Nguyễn Điện đã điểm hỏa khối bộc phá. May mắn rằng ở phương án thứ nhất chúng ta đã thực hiện thành công. Khối bộc phá nổ đã phá hủy một số lô cốt chiến hào xung quanh, diệt một phần phân đội dù số 2 của thực dân Pháp, và những tên trong căn hầm chịu sức ép đã chảy máu mũi, máu tai, máu mồm. Và trước thời cơ đó chúng ta đã xông lên giải phóng hoàn toàn cứ điểm đối A1 vào lúc 4:30 ngày 7 tháng 5 năm 1954. Nhưng đổi lại chúng ta đã hy sinh hơn 2.500 chiến sĩ của chúng ta đã nằm lại trên ngọn đồi A1 này, và chúng ta đã tiêu diệt được 825 tên địch và bắt sống được viên đại úy Bu Dê chỉ huy cứ điểm. Và kính thưa giới thiệu với đoàn là trong quá trình chúng ta đào đường hầm dài 47 mét kia thì trong quá trình chi viện, đơn vị bộ binh của chúng ta đã hy sinh là gần 300 chiến sĩ. Vì vậy những cái đường hào đó gọi là đường hào đẫm máu. Bao liệt sĩ trên mỗi mét chiến hào, người tiếp người giật giành từng tấc đất, hố bộc phá hình loa kèn sung chân, vọng ngàn năm như mệnh lệnh không rời. Đến nay vẫn còn rất rất nhiều hài cốt của các liệt sĩ mãi yên nghỉ tại nơi đây trong lòng đất mẹ yêu thương, mãi mãi trở thành một phần của A1 linh thiêng huyền thoại với khúc tráng ca bất tử Điện Biên Phủ anh hùng. Thân ngã xuống thành đất đai tổ quốc, hồn bay lên hóa linh khí quốc gia. Và kính thưa quý đoàn là trong quá trình năm 2004 thì chúng ta tôn tạo ở trên đây thì còn phát hiện ra 33 bộ hài cốt của các liệt sĩ nữa. Các liệt sĩ vẫn còn trong tư thế chiến đấu, tay ôm súng, và xung quanh còn rất là nhiều quả lựu đạn và những kỷ vật đi cùng với các chiến sĩ như là gương được. Nhưng lúc đó là chúng ta cũng không xác định được danh tính quê quán của các anh, và chính quyền địa phương đã làm lễ trị được rất là long trọng và đưa hài cốt của các anh về nơi an nghỉ cuối cùng, đó là nghĩa trang Đồi Độc Lập. Và giới thiệu với đoàn, trước mặt là chúng ta đó là cái bức phù điêu màu hồng kia, chính là nơi giành giật giữa ta và thực dân Pháp từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 năm 1954. Và ở phía tây nam ngọn đồi có một căn hầm chỉ huy của đồng chí Lâm Viết Hữu, đại đội 674, nơi đồng chí vừa chỉ huy vừa chiến đấu và chỉ đạo 4 chiến sĩ của chúng ta đã tiêu diệt chiếc xe tăng mà đoàn chúng ta vừa tham quan đấy ạ. Và ở phía dưới con đường, ở phía đông ngọn đồi ở phía dưới cuối cùng ấy, thì có một căn hầm chỉ huy của đồng chí Nguyễn Hùng Sinh, đại đoàn 308, nơi đồng chí vừa chỉ huy vừa chiến đấu và đã có lúc đồng chí bị thương mất liên lạc với ban chỉ huy. Và chính đồng chí Chu Văn Mùi là chiến sĩ được cử về A1 này để mang bên mình chiếc máy điện thanh nặng 25 kg để nối liên lạc với ban chỉ huy, và đã có lúc đồng chí phải giả chết bò trườn trên chính xác đồng đội của mình để vượt qua làn mưa bom bão đạn, và có lúc đói khát đồng chí đã phải lấy cái bát sắt nước
giải của mình uống để làm dịu cơn khát. Và chính đồng chí Chu Văn Mùi đã tìm thấy đồng chí Nguyễn Hồ Sinh chính căn trong căn hầm đó. Hiện nay căn hầm của chúng ta cũng đã được tôn tạo lại, bên trong cũng trưng bày một số mơ lê canh về chỉ huy của chúng ta. Nhưng mà căn hầm nó rất là nhỏ thôi, đó chỉ là một nơi trú ẩn, không được kiên cố như của dân Pháp đâu ạ. Và đặc biệt là đồng chí Chu Văn Mùi thì hiện nay vẫn còn đang sống, và hưởng họ là 95 tuổi và đồng chí vẫn đang sinh sống ở quê hương Bắc Giang đấy ạ. Vâng ạ. Kính thưa quý đoàn, là thế này, ở trên đồi A1 này thì một số hạng mục công trình đã được chúng ta tôn tạo lại. Đây là hoàn toàn cái hệ thống đường hào này là của thực dân Pháp hết ạ. Chúng ta chỉ có 52m đường hào ở phía dưới thôi ạ. Và cái hố bỏ phá kia hiện nay cũng đã được chúng ta tôn tạo lại, là xung quanh đổ cái lớp bê tông để cho chống sạt lở. Và đặc biệt là chúng ta đã tôn tạo lại được căn hầm chỉ huy của quân Pháp và căn hầm của chúng ta và cái lô cốt cây đa cụt. Dạ, kính thưa các cô chú, là điểm tham quan tại di tích đồi A1 thì đến đây cũng đã kết thúc. Một lần nữa cảm ơn các cô chú đã lắng nghe hướng dẫn tham quan tại di tích đồi A1, và các cô chú có thể là tham quan một số cái vị trí ở trong thành phố như là bảo tàng chiến thắng, di tích đồi D, và xa nữa là cái sở chỉ huy chiến dịch Mường Phăng do đại tướng Võ Nguyên Giáp của chúng ta chỉ huy, là cách là 38 km đường về Hà Nội. Và đặc biệt ở Điện Biên Phủ còn có thời tiết rất là nóng, các cô chú có thể là đi tắm suối nước nóng Uva, Hồi Be. Cái suối nước nóng Hồi Be thì nó gần cái hầm Đờ Cát là khoảng 5 km, còn suối nước nóng Uva nó xa hơn một chút là 15 km ạ. Có rất là nhiều khoáng chất tốt cho sức khỏe đấy ạ. Vâng ạ, một lần nữa cháu cảm ơn các cô chú. Nếu mà vâng ạ, các cô chú mà để xin... Vâng ạ, cháu xin giới thiệu với các cô chú là trong chiến dịch Điện Biên Phủ, thực dân Pháp được Mỹ viện trợ lên đến 73% chi phí trong chiến tranh ạ. Trong đó có nhiều vũ khí lớn và hiện đại, và trong đó có 10 chiếc xe tăng nặng từ 16 đến 18 tấn được người Pháp tháo rời từ bộ phận cho lên máy bay và thả xuống nắp ráp tại sân bay Mường Thanh. Và trên trên cái điểm đấy một này thì thực dân Pháp đã đưa 2 chiếc xe tăng lên để phản kích. Khi mà chiếc xe tăng đầu tiên bị bắn cháy ngay trên đỉnh đồi thì chiếc xe tăng thứ hai đã hoảng sợ quay đầu trở về trung tâm Mường Thanh. Và đây là chiếc xe tăng mang tên là Bazaner, mang tên là anh hùng trong cuộc chiến tranh Pháp Phổ, với mục đích là muốn động viên binh lính Pháp phải chiến đấu anh dũng quả cảm như những anh hùng xứ Andersen. Và tuy nhiên chiếc xe tăng này đã bị các chiến sĩ của chúng ta dùng súng bazooka bắn cháy vào rạng sáng ngày 1 tháng 4 năm 1954 ạ. Và giới thiệu với đoàn, bên đây là ngôi mộ của 4 chiến sĩ ạ, đã hy sinh khi mà tiêu diệt chiếc xe tăng này ạ. Chiếc xe tăng bốc cháy thì thực dân Pháp mất hẳn hệ thống phòng tuyến thứ 3 ở phía trên đỉnh đồi kia, nhưng đồng thời các anh đã ra đi mãi mãi. Các anh ra đi không để dòng tên họ, không năm sinh, không để dấu thôn làng, như tất cả cuộn thành tiếng nổ nhắm vào hầm ngầm ụ súng xe tăng. Ở ngôi mộ tập thể này cũng giống như các ngôi mộ ở nghĩa trang liệt sĩ, đều có một đặc điểm chung là chúng ta không thể chứ khác thêm bia mộ dòng tên họ của các anh, vì trong quá trình chiến đấu và hy sinh chúng ta không xác định được danh tính, quê quán. Thậm chí có những chiến sĩ của chúng ta tuổi đời còn rất là trẻ, mới nhập ngũ chưa kịp biết tên đồng đội thì các anh đã hy sinh. Vì vậy những ngôi mộ này thường gọi là những ngôi mộ liệt sĩ vô danh. Nhưng xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh, anh từng có tên như bao khuôn mặt khác. Mẹ sinh anh tròn ngày chẵn tháng, cha đặt tên anh chọn tuổi chọn mùa. Nhưng xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh, anh từng có tên như bao khuôn mặt khác. Chiến trường gần, chiến trường xa đuổi giặc, tên làng, tên đất theo anh. Bình yên sau cuộc chiến tranh, anh trở về không tên, không tuổi. Trắng hàng bia những ngôi sao không nói, rưng rưng cỏ mọc dưới chân. Đó chính là điều trăn trở của rất là nhiều thế hệ, đặc biệt là đại tướng Võ Nguyên Giáp khi còn sống. Mỗi khi người lên đến Điện Biên Phủ, người thường đứng lặng trước những ngôi mộ trắng bia, đôi mắt người đỏ hoe vì thương nhớ đồng đội và các chiến sĩ vẫn còn đang nằm trong lòng đất mẹ khi tuổi đời còn rất là trẻ. Đặc biệt là sau ngày giải phóng năm 1994, chúng ta cất ngôi mộ của các anh lên để đưa về nghĩa trang liệt sĩ, thì chúng ta phát hiện ở ngôi mộ này có 4 bộ hài cốt nằm bên cạnh chiếc xe tăng này. Vì vậy chúng ta quyết định là không di rời hài cốt của anh đi đâu nữa, mà đành để 4 bộ hài cốt của các anh ở vị trí như bây giờ, để các anh mãi yên nghỉ yên giấc ngàn thu cùng với non sông đất nước ạ.